bơm khô luôn bạn chủ ba, mưa không ngày ngập giờ bơm khô đi coi dễ ăn không ha. Núi sập các bạn, hào lắm. Đây cây nữa bạn, 105 nữa nè. Quy ca. Máy bơm trực tiếp luôn các bạn, khô luôn. Phải có đi vào chứ mà. Bộ lúa ra luôn rồi. YouTube Thái Chí Khang. Thái Chí Khang. Thái Chí Khang. Thái Chí Khang. Núi sập chân bạn nên bơm khô các bạn. Mùa này mùa nước nổi lên rồi, bên kia cắt rồi hết nước, dữ lắm nước. Đây có đi bao các bạn. Nên đi bụng ta bơm khô hết trơn. Núi sập đã đã chưa. Đập lép hết trơn các bạn ơi. Giờ mà để nước cũng thua luôn. Đây, lúa rất là hao luôn.
đập vào nước nữa rồi. Cắt bỏ thay bờ luôn. Số này cắt ra chắc được 10 bao. Để cắt ra chắc được 10 bao á. Rồi. Sập vào nước nữa nè. Rồi mình hẹn các bạn những video tiếp theo nha.